quý khán thính giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp sáng nay của đài IBC với phần trình bày của sư ngôn viên Ngô Cát Linh và Tuyết Nha. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Hai cảnh sát đã bị đâm ngay tại trung tâm London, Anh Quốc. Sở cảnh sát Metropolitan chia sẻ hai cảnh sát đã bị đâm ngay tại trung tâm London vào thứ Sáu và đang được điều trị tại bệnh viện, và rằng một người đàn ông đã bị bắt vì tình nghi hành hung và hiện nay vụ này tiếp tục điều tra. Thị trưởng London là Sadiq Khan đã nói với BBC vụ không liên quan tới khủng bố và hai người đều trong tình trạng không nằm trong tình trạng nguy hiểm tới tính mạng. Cảnh sát chia sẻ trong một tuyên bố vào 6 giờ thứ Sáu, họ đối mặt với một người đàn ông cầm dao ở khu vực quảng trường Leicester. Hai cảnh sát bị đâm và đang được điều trị. Sở cảnh sát London cho biết các sĩ quan sử dụng súng điện khống chế và bắt được nghi phạm. Họ nói người đàn ông bị bắt cũng được đưa tới bệnh viện điều trị, nơi anh ta vẫn còn ở lại ở thời điểm này. Sau vụ đâm dao, các cảnh sát ở phía Tây London gấp rút được điều vào trung tâm thủ đô, trong bối cảnh thành phố chuẩn bị tổ chức tang lễ cho nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Tang lễ của bà được xem là sự kiện thách thức nhất mà cảnh sát và lực lượng an ninh đối mặt trong thời bình. Chiếc xe đạp bay đầu tiên trên thế giới ra mắt tại Hoa Kỳ. Tương lai đã được hiển thị đầy đủ, bay bổng trên mặt đất tại triển lãm xe hơi Detroit vào hôm thứ Năm. Với chiếc xe đạp bay đầu tiên trên thế giới ra mắt tại Hoa Kỳ, công ty khởi nghiệp Nhật Bản Elwin Technologies đã tạo ra chiếc Hoverbike, một phương tiện có khả năng bay trong 40 phút và đạt tốc độ lên đến 62 dặm một giờ. Tascott, đồng chủ tòa triển lãm xe hơi của Motor City và là một trong những người Mỹ đầu tiên lái thử xe Hoverbike, cho biết: "Tôi cảm thấy như mình mới 15 tuổi theo đúng nghĩa đen, và tôi vừa bước ra khỏi chiến tranh giữa các vì sao và nhảy lên chiếc xe đạp này." Shusei Komatsu, người sáng lập và giám đốc điều hành của Erwin Technologies, thông báo công ty bắt đầu sản xuất máy bay không người lái và xe bay không người lái. Chiếc Hoverbike đã được bán ở Nhật Bản. Komatsu cho biết kế hoạch đang được tiến hành để bán một phiên bản nhỏ hơn của chiếc Hoverbike to Shismo tại Mỹ vào năm 2023. Giá dự kiến cho phiên bản Mỹ là 770.000 Mỹ Kim. Trung Quốc đang nói gì về dự luật Đài Loan của Thượng viện Hoa Kỳ mới ký? Thưa quý vị, Trung Quốc cho biết họ giao thiệp nghiêm khắc với Hoa Kỳ sau khi Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ thúc đẩy dự luật tăng cường trợ giúp quân sự của Hoa Kỳ dành cho Đài Loan. Bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói nếu dự luật tiếp tục như thế sẽ ảnh hưởng tới bang giao hai nước. Bà Mao cho rằng dự luật mới của Hoa Kỳ gửi đi tín hiệu sai trái đến lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan. Trung Quốc sẽ phản đối điều này và đã nói rất nghiêm khắc với Hoa Kỳ rằng chỉ có một nước Trung Quốc trên thế giới và rằng Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của họ. Trung Quốc sẽ kiên quyết thúc đẩy cho việc thống nhất hoàn toàn đất nước. Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ đã ủng hộ dự luật mang tên Đạo luật Chính sách Đài Loan 2022 với tỷ lệ 17 thuận 5 chống, bất chấp những lo lắng về dự luật trong chính quyền Tổng thống Biden và về sự tức giận từ phía Bắc Kinh đối với luật này. Tin Việt Nam hết thuốc tê, nguy cơ đóng cửa bệnh viện đầu ngành. Vào chiều ngày 16 tháng 9, bác sĩ Phạm Thanh Hà, Phó Giám đốc Viện Răng Hàm Mặt Trung ương nói cơ sở này sẽ hết thuốc tê trong 2 tuần tới. Nguy cơ đóng cửa rất cao, 2 tuần nữa bệnh viện sẽ cạn thuốc tê. Chúng tôi đang đau đầu tìm loại thuốc phù hợp để thay thế, ông Hà nói. Ông Hà nói thêm rằng các cơ sở răng hàm mặt hết thuốc tê thì nguy cơ đóng cửa rất cao. Hiện 2/3 dịch vụ ngoại trú của đơn vị này phải sử dụng thuốc tê. Cũng theo ông Hà, với một số loại thuốc tê thiết yếu đã hết, bệnh viện phải thay thế bằng loại khác có tính năng tương tự như không thể hoàn hảo. Thuốc gây tê được chia làm hai loại, gồm chứa chất gây co mạch và chống gây co mạch. Loại thuốc chứa chất gây co mạch có khả năng tê sâu hơn nhưng nhược điểm là gây tăng huyết áp. Vì thế, người bệnh tăng huyết áp, tim mạch, nhịp tim nhanh không được dùng loại này. Nguyên nhân bệnh viện răng hàm mặt Trung ương cạn kiệt thuốc tê là do giấy phép lưu hành thuốc tê của các công ty dược chưa được gia hạn, trong khi chỉ có 2-3 đơn vị nhập loại thuốc này về Việt Nam. Trên thế giới không có nhiều nhà sản xuất thuốc tê nên việc tìm sản phẩm thay thế cũng gặp nhiều thách thức. Vì thế, việc cung ứng thuốc tê sắp tới sẽ rất khó khăn. Bệnh viện mong các cơ quan quản lý sớm có giải pháp tháo gỡ. Bác sĩ Hà nói và cho biết thời gian thuốc được nhập về đến Việt Nam sẽ mất 3-4 tháng. Hiện Bộ Y tế chưa có phản hồi về đề nghị của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương.
Hải quan thu giữ hơn 1 triệu Mỹ Kim bị nhuộm đen. Hai hành khách tại Tân Sơn Nhất bị phát hiện giấu 12 cọc in mệnh giá 100 Mỹ Kim để nhuộm đen trong hai vali chuẩn bị lên máy bay đi Thái Lan. Trước đó, đội thủ tục hành lý chi cục hải quan Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của hai người khách người Việt 50 tuổi và 46 tuổi. Họ đi chuyến bay qua Bangkok, Thái Lan. Trong mỗi vali, lực lượng giới chức đã tìm thấy 6 cọc 100 Mỹ Kim được bọc trong ni lông phủ bằng hóa chất đen không nhìn thấy số seri. Tang vật đã bị tạm giữ và điều tra, hiện danh tính hành khách chưa được tiết lộ. Học khu Westminster sắp kỷ niệm 150 năm ngày thành lập. Học khu Westminster sẽ tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 150 năm thành lập cho toàn học khu lúc 5 giờ chiều vào thứ Năm, ngày 29 tháng 9, tại trước văn phòng học khu 14121 Cedarwood Street, Westminster. Buổi lễ sẽ có các phần biểu diễn trực tiếp của học sinh từ các chương trình hòa nhập Việt, Anh và Tây Ban Nha, Anh. Đây là một chuyến du hành xuyên thời gian, gồm ẩm thực, diễn giả, khách mời và các màn trình diễn có tính lịch sử. Học khu mời gia đình, bạn bè và cựu học sinh của học khu Westminster tham dự sự kiện này. Rất nhiều điều đã xảy ra trên toàn thế giới, quốc gia và địa phương kể từ ngày thành lập học khu Westminster. Sự kiện mang tính bước ngoặt như ông bà Mendes kiện học khu Westminster vào những năm 1940, phản đối nạn phân biệt đối xử tại các trường công lập ở Orange County và mở đường cho phán quyết của tối cao pháp viện Hoa Kỳ trong vụ ông Brown kiện hội đồng giáo dục Topeka, Kansas. Lễ kỷ niệm là một sự tôn vinh các học sinh và nhân viên của học khu, những người đã làm việc chăm chỉ và đạt được thành công trong những năm qua. Thưa quý vị, bản tin cộng đồng vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài IBC với phần trình bày của sư ngôn viên Ngô Cát Linh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã luôn đồng hành và bảo trợ cho đài. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị có được nhiều sức khỏe, một ngày làm việc gặt hái được nhiều thành công và tiếp tục đón theo dõi các chương trình đặc sắc trên IBC TV.